Chào tất cả các bạn nhá. Buổi sáng sớm và cái video này mình quay lưu lại quá trình mình sửa mấy cái bình siêu tốc. Ý định quay video này bởi vì trong ba cái mình đang sửa ấy, có một cái nó lại rất là chất như thế này này. Chắc là thể loại đắt tiền. Có cả phím bấm cảm ứng hay sao ấy, mình không rõ có đúng không. Các bạn nhá. Cái mã của nó đây này. Cái tên và cái thương hiệu của nó đây này. Cũng made in Chile thôi các bạn nhé. 1800 cho đến 2001 cơ, công suất quá lớn các bạn nhé. Đây, con này thì mình sẽ sửa sau, mình sẽ sửa vài con đơn giản này trước đã. Còn nào muốn xem thao mình cấu tạo xem mình sửa cái này thì có thể tua đến đoạn sau nhé. Cái đoạn này thì đoạn mình sửa mấy cái đằng trước cái đã. Thì cái con này thì khách đem đến cứ vứt nhà mình để nhà mình thôi. Mình nhìn đây của cái hãng này cũng khá là ok. Nên đang lấy led bằng tay. Thì đầu tiên thì chưa biết bình siêu tốc nó hỏng cái đế này này, rồi cái công tắc này này, thì mình có cái đồng hồ đo thông mạch này, mình đo để ở đây này, để cái đế này, mình bật một phát, tắt, bật một phát, thế như vậy là con này là phần bên trong ok. Và do nó bị xỉ nên mình đã dùng cái rũa này, mình có mài qua cái này rồi mọi người nhá. Mài qua bởi vì đây là tiếp điện, đây là tiếp điện của 220 đi lên nó mà nó là đế lỡ đấu nhanh ấy. Thì như vậy nó hỏng trong này và mình nhìn thấy nó bị sụt bên trong kìa. Nhưng cái vấn đề là tháo con ốc này ra thấy thì người ta cũng muốn tháo rồi sao. Người ta muốn tháo rồi thì mình thấy nó cũng đã thò. Người ta đã thò cái này vào, người ta vặn nhưng không vặn được các bạn ạ. Nên cái vỏ để bị rỉ đây là bị đổ nước vào nhé. Bị chảy nước vào đấy các bạn ạ. Thì kể cả cái này nữa này. Một số loại mà ở trên này nó có ốc, trên này nó loại nó rỉ ấy. Thì mình hay chơi trò gia nhiệt. Gia nhiệt cho nó nóng lên. Sau đó tí nữa thay vào ốc khác. Đấy là sẽ xoáy ra được các bạn nhé. Gia nhiệt nó nóng lên bắt đầu nó sẽ tuột ra được các bạn ạ. Chứ không thì nó dỉ còn lâu nó tháo được các bạn ạ. Đây là cái mẹo đây các bạn ạ. Cái mẹo dùng cái nhiệt của mỏ hàn nung này, cái mỏ hàn này đầu nó sắp đứt rồi nên là mình cũng đã muốn cho nó đứt hẳn, nó phá luôn rồi bỏ mà. Đấy, nó nhẹ nhàng lắm. Mẹo nhá, mọi người nhá. Chứ cày lâu lắm, hay vẫn còn nóng. Chặt ghê. Cái bình siêu tốc này khả năng cũng chất đấy chứ. Có cái lẫy ở đây nữa này, các bạn này. Đó. Đây là do khách lấu bị chảy nước vào trong này thôi mà. Và cái này nó không nhảy lên này. Tháo ra vệ sinh nó thôi. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể cắt bỏ cái đoạn ở dây ở giữa cũng được. Đấy, lâu ngày nó lấu bắt đầu bằng đồng thật đấy. Đồng đỏ đấy, nhưng mà nó tạo một lớp mòn bẩn xỉn luôn. Chúng ta sẽ ấy như thế và chúng ta sẽ lắp vào này, chúng ta sẽ bửa một chút này. Cho nó cảm giác như là cái độ đàn hồi nó ép xuống lên chăng căng lên trên nhé mọi người nhé. Nên đấy, qua đây chúng ta sẽ nhìn ấy, là bình siêu tốc ấy, chúng ta không nên cho nước đầy. Cho nước đầy quá. Cụ thể này nó lên nhà sản xuất ghi mắc chỉ đến đây thôi. Nhưng mà khi chúng ta rót lên đến đây chẳng hạn. Hay là khi nước nó nóng thì nó sẽ lở đi, nó lở nó đầy đi đây, thế là nó chảo đấy các bạn nhá. Người nhà rất họ tính mắc đến đây rồi. Thì khi nấu nước lở lên đến đây là đẹp mọi người ạ. Nhiều nhà mình cứ sửa mà thấy nó bị chảy nước hết xuống mạch như này. Nguy hiểm đấy, nó đôi khi dò điện giật điện nguy hiểm lắm. Là mình hay bảo khách là chỉ cho nước đến như này thôi. Và nước nó nóng lên nó sẽ lở như này, cứ cho đầy đến tầm như này là nước lạnh, sau đó nó nóng lên nó trào ra như này. Và bằng chứng thực tế mình nói như thế và khách dùng ở nhà khách thấy là cho như khách. Sau đó là nước trào ra nên khách thấy mình nói đúng các bạn ạ, nên họ sẽ thay đổi suy nghĩ nên nó sẽ tăng cái độ bền của người ta thôi các bạn ạ. Nhưng mà khổ cái lỗi là nhiều cái bình siêu tốc nó theo cái chuẩn thiết kế, đó là khi họ lấu như thế là họ không đủ đầy được một cái phích điện các bạn ạ, nên họ phải lấy đây phải cho lên đầy lên như thế thì nó mới đủ rót một cái phích điện, một cái xìa cái phích ấy các bạn.
thử nhá, không cần đo luôn, thử qua cái bóng đèn này nhá. Dream phát là cái này chập vào nhau cái là sáng bóng là ok, cắm sang đây phát là có dòng ăn luôn đó. 1600 à, cái này tận 1600, cái này xứng đỏ hơn những cái khác thật. Ok, cái ốc này vẫn lắp lại được đi, chả thay nữa các bạn ạ. Anh sản xuất anh cũng tính ghê là hai cái này thì không có ốc, còn đây là ốc tạo như kiềng ba chân giữ ấy. Xong một cái tiếp theo cái này, cái này thì của vô săn cũng như cái như trước đo thử nhá. Đấy, đồng hồ phát huy tác dụng. Đồng hồ này bây giờ mua trên thị trường, chúng ta mua cái đồng hồ rẻ có trăm nghìn cũng có các bạn ạ. Bắt đầu mình sẽ đo này. Đó, như vậy là mình lại thử như này thì mình lại biết là bên trong ok nhá. Lại hỏng ở cái đế. Thế mới tài, hai cái đều hỏng ở cái đế. Và hai cái này của một của cùng nhà khách. Đó. Đa số là cái nhíp thôi. Cái nhíp nó không tiếp xúc thôi. Tháo ra vệ sinh là được các bạn ạ. Dùng cái rũa này, phát huy cái rũa. Nó là cái chân nối nhanh. Chân nối nhanh rút ra rút vào và lại dòng chảy quá lớn thì nó hay bị mô ve, hay bị chảy, hay bị nhiều trường hợp thì nó chảy xong nó nhựa nó giữ lại, nó chả tạo ra đàn hồi nảy ra nữa, thế là nó tịt. Ô con này lại lắp hai ốc như này cơ. Các bạn để ý nhá, mình chỉ tập trung là hai cái cực điện AC thôi, còn cái giữa là cái tiếp địa. Cái tiếp địa thì nhà sản xuất họ không muốn vứt đi lắm, nhưng mà để mà ra sản phẩm ra được thị trường ấy là bắt buộc phải có cái tiếp địa đấy thì mới đăng ký được bản quyền, à bảo hộ, đăng ký được an toàn, mới mấy anh công an mới cho ra ngoài thị trường được. Do đó mà nhà sản xuất họ muốn bỏ nhưng họ không bỏ, nhưng mà về Việt Nam mình theo chuẩn nêu chuẩn như thế đấy, nhưng ở Việt Nam thì như quê mình thì chả có cái dây tiếp địa đâu nên mình không quan tâm cái đấy, cái đấy hỏng cũng bỏ cũng được. Đấy, đang lệch cái này. Nó có một cái bàn lè giữ ở trên nữa cơ các bạn ạ. Lựa hơi khó. Đấy, như thế là nó vào đúng. Như vậy là sửa cái đồ này chỉ đòi hỏi sự khéo tay thôi. Và có cái đồng hồ đo thông mạch. Bác nào không có đồng hồ đo thông mạch thì có khi lại kiếm cái cục quả pin, hai quả pin 3V với cái đầu cái đèn led sáng là cũng có thể đo được thông mạch các bạn ạ. Khi nó thông mạch thì nó dính vào nhau thì cái đèn led nó sáng. Còn đâu khi không thông thì đèn led không sáng, thế là biết được thông mạch. Mình lại kể ngày xưa mình sửa anten. Ngày xưa anten thì ngày xưa là anten toàn cắp song hành ấy, hai cái dây dẹp dẹp ấy, kiểm tra xem nó đứt hay không ấy, là mình dùng chính cái đèn pin soi ngày xưa. Thời Việt Nam ngày xưa là có cái đèn pin của Trung Quốc ấy, cực đèn pin nó chạy bóng sợi đốt nhá, chứ không phải bóng led. Thời đấy chưa có led đâu, dùng cái chính cái đèn pin đấy để mình kiểm tra xem dây có đứt hay không. Mà thời đấy chẳng ai dạy mình. Mình chỉ học vật lý, học phổ thông. Sau đó mình nhìn nhận ra là để đo được thông mạch thì nó đi lên thì nó phải đi về. Nó đi lên được mà nó không đi về được thì nó đang đứt. Thì ta tìm được chỗ đứt thì là lối ok, thì là anten sẽ có hai dây về được cái bộ độ trở kháng. Cái cục đen đen ngày xưa, cục đen đen là cắm sau tivi. Mình đưa về nó ok thì là nó sẽ được. Đấy, thử cái này, nhìn nó lệch lệch ấy.
Bật này. Đấy, bật như này phát led sáng. Đó. Ok, lắp lại thôi. Đấy, chặt ghê. Đẩy nó căng ra mà. Có một vài trường hợp thì khách mang tới mình sửa ấy, thì bảo là nó không sủi, nó không ngắt. Thì là nguyên nhân là do cái công tắc ở trên nó chảy. Công tắc này này, nó bị chảy thế là nó cứ dính tiếp điểm vào nhau. Hai đó là cái thanh lưỡng kim để khi mà nước nó sủi nó bốc hơi vào ấy, thì cái thanh lưỡng kim đấy nó đạt được, nó sủi nó khói nó bốc vào ấy, thì nó được một lúc thì cái thanh lưỡng kim đấy đạt được nhiệt độ thì nó sẽ nhảy tác động lẫy để tắt được công tắc. Thì lâu ngày cái thanh lưỡng kim đấy nó bị dỉ do hơi nước nó nhiều ấy, thì dẫn tới là nó không tạo được cái ngắt. Nên cái đấy mình sẽ thay được. Có nhiều trường hợp mình thấy tiếp điểm nó tốt, mình thay mỗi thanh lưỡng kim thôi. Tức là mình lấy từ những cái công tắc bị hỏng tiếp điểm chẳng hạn, bị hỏng chảy tiếp điểm chẳng hạn, là cái thanh lưỡng kim nó tốt ấy, là mình tận dụng mình sửa được. À, bắt đầu nhá. Phát lửa này. Ok, như vậy đã được hai cái. Cái này cũng công suất lớn. Như vậy là cái nhà này dùng toàn đồ chất đấy chứ. À đâu, cái này là đồ công ty họ tặng, Elitech ở khu công nghiệp Quang Minh các bạn ạ. Kỷ niệm 7 năm thành lập Elitech. Nhiều lắm. Công ty này toàn gái thôi, toàn phụ nữ làm thôi. Đấy, để lau qua bắt đầu sửa cái loại này xem nó thế nào nhá. Chờ mình một chút. Đấy, để lên cái lì này cho đẹp. Cái lì này có một cái bạn xem kênh tặng mình đấy, nên thỉnh thoảng mình để lên, và cái bàn của mình nó hỏng hết rồi. Đang bảo cố có thời gian kiếm được cái gỗ thịt để đặt nó lên mà chả kiếm, chả có thời gian kiếm. Thì nó chất từ cái phích cắm này, cái phích đổi này, không biết nó chịu được dòng cao không, nhưng mà hay là chảy thời gian là chảy hết cái này. Tốt nhất là lên chơi trò tháo bỏ nó đi, dùng cái loại phích xịn, phích đôi thôi. Chắc là zin bản nó đi theo như này các bạn ạ. Kệ thôi, khách mua thì khách cứ đổi thế thôi. Thì ghi một cắm điện vào đây. Xong nó vẫn lên nguồn mọi người. Các bạn để ý này, nó vẫn lên nguồn nhé, để mọi người có nhìn được, để mình sẽ lật nghiêng này cho mọi người nhìn này. Nó vẫn lên nguồn và nó hiển thị cho chúng ta thấy là 24 độ nhé, nhiệt độ môi trường đấy các bạn ạ. Giả sử như nấu nước là 100 độ chẳng hạn này, chắc là như này nó nấu, nhưng mà dưa le không đóng rồi. Mình nghe thấy tiếng tít tít nhưng dưa le không đóng nhá, không có cái tiếng tiêu tạch dưa le gì cả, nên nó không ăn dòng gì cả này mọi người này. Hay là mình chưa biết nấu. Đây là bỏ này, bởi vì khi rút điện ra này, đó mình để điện vào này, thì đầu tiên nó lên, nó chỉ lên 24 volt, 24 độ thôi nhé. Còn cái này là cái độ C này, 37 độ C này, 37 độ như thế nên tăng lên như nào? À đây đây, tăng lên đây, à tăng giảm ở đây các bạn ạ. Như này nó nấu đến 70 độ là nó ngắt này, nhưng mà nó không nấu nhá. Còn đây là nhiệt độ này. Như vậy là ở đây mới có hai phím thôi. Ở đây là chỉ là phím như thế này, mình nghĩ là đang là nấu nước đấy. 100 độ C mà, nước sủi 100 độ C mà. Như vậy là dưa le không đóng nhá. Bàn của nó này mới như vậy. Đây, tháo ra xem nó chất như nào. Ốc inox này các bạn này. Còn ốc này nhìn kiểu này mình đoán là ốc inox đấy. Đúng luôn. Mình có cái lực cục làm châm luôn thử đây. À không, nó vẫn rích. À không, nhưng mà có loại inox nó vẫn, nó không dỉ nhưng nó vẫn dính mà mọi người. Inox loại gì nhỉ? 304 hay inox gì ấy? Nó vẫn hút mà, inox để làm ấy đấy các bạn, để làm lọ đặc đáy lồi ấy. Đáy lồi bếp từ ấy. Đáy lồi bếp để nấu bếp từ ấy. Như vậy là phần nguồn nó sẽ đi vào phần nguồn này, nó sẽ đi vào đây này các bạn này. Đây là hai dây AC vào nhá. Đây dây này dây com chung. Quên lớp mọi người không nhìn được nhỉ. Cái phích cắm điện này đi vào này, thì đây là com chung đã tới một dây của cái mâm nhiệt rồi nhá. Đồng thời cũng đi đến đây để cấp một nguồn trong này này. Một dây AC nữa này sẽ đi vào dưới này, và khi dơ le đóng ấy, thì nó cái dây lên lâu rồi này, nó sẽ đóng sang cái dây trắng này thì nó sẽ ra một đầu mâm nhiệt nữa. Như vậy là 220 từ dây lâu đã sang đầu này, và
dây xanh đã vào đầu này, như vậy là dây nó mâm nhiệt đã sinh nhiệt, và để mà điều khiển phím cảm ứng các thứ nó đưa xuống đây này, nó nhận diện được nhá. Và con này nó có cảm biến nhiệt nhá, nó có cảm biến nhiệt để nhận diện này, để 60 độ hay 100 độ ấy. Chúng ta sẽ thấy đây cái cảm biến nhiệt này, nhìn vào trong này sẽ biết được cái cảm biến nhiệt đấy. Ở dưới cùng ấy các bạn nhé, ở dưới cùng cái chỗ này này là cái cảm biến nhiệt, nó nhận diện được nhiệt độ đấy. Nói chung là đồ đắt tiền thế mà vẫn đã bị hỏng, mới như này mà đã hỏng. Nó mà chạy dư len 5V là mình bó tay đấy, 12V khó. Dư le 16A, dư le 105DM chạy dư le 5V thì sao? Cũng có người cạy ra rồi đây này, cũng có người tháo ra rồi đây các bạn này. Họ cũng nghe biết là thiết kế trong nước nên họ chống ẩm đây này, và đã có thợ họ cạy ra này. À mà thực tế là con này là mình sửa bảo hành, mình sửa bảo hành cho cơ sở bán nhá. Tức là cái anh này, anh trung tâm điện máy gì bên Kim Hoa ấy, anh ấy hay đem bếp từ mình sửa cho rồi. Chắc là đã tháo ra mà không tìm ra lỗi thì mình đem cho mình. Đó, đấy đã cạy ra đây các bạn thấy chưa? Cái này bây giờ sẽ kiểm tra xem dơ le có đóng hay hút hay không như nào. Phức tạp ghê đấy các bạn ạ. Để cho mình zoom lên cho chúng ta tham khảo nhá. Thì nhìn qua nhá, nhìn qua thiết kế một chút, bắt đầu mình sẽ sửa. Điện áp AC vào cho cái bo này, đó là dây xanh dương và dây lâu, nó sẽ đi được chỉnh lưu, và nó được chỉnh lưu, nó sẽ tạo ra một nguồn 300V lọc trên một độ này, này nó đi qua một cái mạch hạ áp trực tiếp, mình đang đoán là nó chỉ hạ ra 5V. Đây là điện trở cầu chì cho nó này. Diode chỉnh lưu này nó phải có 4 con cơ, mình đang nhìn chỉ thấy có 3 con thôi, 1 2 3, phải có một con nữa chứ. Nó chỉnh lưu bọn này nó chỉnh lưu cả chu kỳ chứ, nó cần gì chỉnh lưu nửa chu kỳ các bạn ạ. Nhưng cũng có thể chỉ chỉnh lưu nửa chu kỳ đây, bởi vì là dòng cần như thế đâu mà. Đây là tụ lọc nguồn 300V DC này, còn là lọc trung nhiễu này, lại tụ lọc tiếp này, IC nguồn này, IC nguồn quận L này, thì là mạch hạ áp trực tiếp, nguồn xung hạ áp trực tiếp, nó sẽ hạ ra, mình đang đoán nó hạ ra là 5V thôi, để nó nuôi cái vỉ điều khiển ở trên này. Đây là các vỉ điều khiển này, rồi cái vỉ điều khiển này thông qua cái cảm biến nhiệt nó nhận diện được này, thông qua người sử dụng điều khiển này, nó sẽ đưa xuống, nó đóng cái dơ le này, nó đóng cái dơ le này, thì cái dây AC ở màu lâu này nó sẽ chập sang dây trắng, thì bắt đầu là mâm nhiệt sẽ được cấp điện 220, và bắt đầu nó sẽ sinh nhiệt. Nó sinh nhiệt thì nó thông qua cái cảm biến nhiệt nó nhận diện được, thì con MSU sẽ biết được. Ví dụ như sủi nước đặt ở 100 độ hoặc nấu ở 60 độ chẳng hạn, thì đạt đến 60 độ thì cái dơ le này sẽ được tác động là nhả ra để không cấp nguồn nữa. Mà thiết kế như thế nhá mọi người nhá. Còn bây giờ thì chưa biết con nào lỗi, thì bây giờ mình cứ kiểm tra lần lượt từ từ, sẽ kiểm tra xem con chan mở nó là một này. Rồi bây giờ đầu tiên kiểm tra con dơ le trước. Con dơ le này thì cái đầu mỏ hàn này nó sắp đứt rồi. Thôi để mình thay đầu mỏ hàn đã, chờ mình một chút nhá. Mình vừa dừng video, mình thay đầu mỏ hàn để bắt đầu làm này. Thì nhìn qua nó một chút, bắt đầu mình sẽ động chạm đến cái khối nào, cái gì nhá các bạn nhá. Thì đầu tiên thì bây giờ mình đang sửa, mình sẽ cắm qua bóng đèn, bao giờ dơ le đóng thì mình mới, thì mình sẽ hút nhả tải cái mâm nhiệt tận gần 2000W kia ra mọi người ạ. Đây này, nhả tải nó đi để hút, để ra qua bóng đèn, bao giờ nghe dơ le đóng tạch là nó sống các bạn nhá, là nó ok. Đó, bỏ nó đi rồi. Mình nói tiếp nhá. Thì điện áp AC là đây và đây này. Thì cái xung dương đây nó chỉ như nửa chu kỳ thôi. Chúng ta sẽ đây có 3 điốt nhá, xung dương đây này. Đi tới đây ấy, nó sẽ đi qua con điện trở cầu chì này nhá. Và xung dương ở đây, điện áp AC một dây đây rồi. Còn một dây đi AC nữa này. Nó đi tới đây, nó tới đầu dơ le để nó đóng xong dơ. Đây là hai tiếp điểm dơ le, đây là hai tiếp điểm, hai đầu cuốn hút. Thì đóng sang đây là ra mâm nhiệt nhá. Thì nó sẽ vòng qua hai con không ôm này, nó đi tới đây. Và nó có cái vòng cầu dạng cầu chì ấy, là nó tới con bảo vệ quá áp nhá. Rồi nó đi tới đây. Như vậy là đây là dây AC này, đây là dây AC này.
Thế ra xe xung dương là xung dương đây, đi qua điện trở cầu chế nhá, được chỉnh lưu lửa chu kỳ qua con diode này thôi. Lọc ở con tụ lọc nguồn 300V này này, đi qua quận L tiếp lại được lọc tiếp. Sau đó cái lọc xong ấy, nó lại đi về chiều này, chiều đi về nhá. Như vậy là chỉnh lưu dương đường này và lại đi ngược lại các bạn ạ. Để đi về AC như vậy chúng ta sẽ thấy đây là âm 300V, đây là dương 300V cho mạch nguồn này nhá. Thì cái mạch này nó sẽ tạo ra một nguồn, mình không rõ là 5V hay là 12V, nhưng mà chúng ta thấy đây chính là con tụ lọc, nó ghi chữ 25V 470mm. Thì đây chính là nguồn ra đấy, nguồn ra sau khi mạch nguồn đấy. Thì mạch nguồn này, nguồn ra dương của nó ấy, nó sẽ đi tới, để mình nhìn thế nào. Nó đi theo cái dây, chính là cái đầu này nhá, thêm con diode này, cái đầu còn này này. Nó đi qua công ôm, nó tới đây là chính là dương, cấp cho dương le, con hút dương le. Sau đó đi ra đầu này và đi theo cái đường này. Như vậy là ta thấy đây là con diode dập xung ngược nhá. Với dương ở đây và âm đây, A và K mà. Nó đi này, nó đi tới chân C của con Z3Y, đó chính là con 8050 nhá. Và khi có lệnh mở đó chính là cái đường này này. Có điện trở phân áp về mát này. Đến cực B của nó sẽ mở từ C này. Đi sang E, E đây thì là GND đấy. Thì bắt đầu là cuộn hút sẽ được cấp điện. Thì bắt đầu sẽ đóng, thì bây giờ mình đã biết như vậy rồi. Thì giờ mình sẽ đo lấy mát ở đây đi. Để mình đo vào đây, đo ở đây là biết là cái cuộn này nó ra bao nhiêu nguồn, ra bao nhiêu vôn nhá. Cái ấy này này. Ấy nhưng mà như này thì lại phải đóng đế vào thì mới lại có điện cơ, khổ thế nhỉ. Thôi lại câu dây vậy. Câu dây ra nhá, chờ mình kịp tìm dây để câu. Câu dây cấp nguồn cho nó ấy các bạn. Đang tìm chưa tìm được cái dây nào. Mãi mới được cái dây này các bạn. Dưa le này mình cảm giác giống dưa le của nồi cơm sáp KZ18 này các bạn ạ. Kiểu như thế. Đó, đã kết nối điện nhá. Cắm điện qua bóng đèn thôi. Ơi. Tiếp tục nha các bạn. Mình ghim điện này. Đấy, nó vẫn cấp tít nhá. Và mình biết mát ở đây rồi. Sau khi dò điện ấy thì tất nhiên là bên này thì nó sẽ là 300V này. Đó. Thì mình sẽ đo ở trên con này mình sẽ biết được là cái nguồn này ra bao nhiêu nhá. 5V nổi đấy, các bạn thấy chưa? Nó chỉ là 5V thôi. Thì nó sẽ tới chân C con này rồi. Đó mọi người nhá, và dưa le không đóng gì đâu, bây giờ mình sẽ chơi cái trò này để cho dưa le đóng này. Chả có cái bút điện đâu nhỉ. Thủ vít này đi. Như này thì mình chập chân C về mát. Là hai cái que này chập nhau thì bắt đầu là xem dưa le có đóng tạch tạch không nhá. Có dưa le đóng. Mình có nghe tiếng dưa le đóng tạch tạch các bạn ạ. Như vậy là bây giờ là thực hiện chạy. Sao nó không hiển thị hai như kêu như thế rồi mà sao? À đấy, phải ấn nó mới chạy. Để lâu nó tự tắt. Đó, mình bấm 100 rồi đấy nhá. Rồi mình sẽ đo thử này. Là cái chân này không dập mát được. À có. Nãy vừa kêu tạch xong. Như vậy nó có đóng rồi mọi người ạ. Ô, thế sao vừa nãy nó không đóng nhỉ? Nó đang đóng rồi nhá mọi người nhá, đang có. Vì cái chân C đang dập mát rồi mà. Mình nhăn nhả nó đây. Đó, đóng lại nhá. Đóng rồi. Tiếp điểm hỏng à. Thử cái xem nào. Ôi giời ơi, hay là tiếp điểm dưa le hỏng không? Đây là com chung này, mình đã lấy cái bóng đèn này là mình làm tả giá nhá. Vừa nãy mình không nghe hay là do dưa le nó đóng nhỏ quá mình không nghe được nhỉ? Thế con này hay là cháy mâm nhiệt sử rồi.
đo thử âm nhiệt nhé, đây giảm xuống cho mọi người nhìn một chút. Đây và đây đi. À, may mắn có lên này, 28 ohm như vậy là không chết nhá. Đây, tiếp điểm đây. Nhiều điện thoại quá các bạn ạ. Alo. Ừ. Ừ rồi rồi, đến lúc nào anh nhìn, anh đang bận anh chưa xem nhé. Cái con đi xe anh đã mua được đâu, anh đã có thời gian anh đi mua đâu, có thể phải đi mua em ạ. À, chẳng em mỗi con đấy anh này phải mua mỗi một mình à. Anh chưa có thời gian anh đi em ạ. À, đặt thì mình phải tiện linh kiện gì thì anh mới đặt luôn, chứ mỗi một con IC đấy thì anh đặt làm gì nhá. Khách hàng on này, đấy nó bình thường. Thế tại sao vừa nãy nó lại không, hay là mở ra như này, hay là cạy ra này nó động chạm đến con. Buồn cười ghê mọi người ạ. À, đấy đóng bình thường đấy chứ, sao vừa nãy nó lại không đóng. Bây giờ chơi phát như này thử xem nào. Vừa nãy mình không nghe tiếng dưa le đóng nhá mọi người nhá. Khi cạy ra như này rồi thì dưa le đóng khả năng là liên quan đến đến cái con Z3i này nó bị bong mạch không. Mình sẽ thay con Z3i vậy. Con Z3i này này, nhỏ nhỏ này mọi người này. Vì mình có cạy thêm chỗ đấy ra mà. Đây đó, lắp thử cái này vào cho nó chạy một tí thôi. Bởi vì nó không có nước mà mọi người. À, với cái như này, cái công suất như này thì con dưa le này nó chịu 16A, để chúng ta xem nó ăn bao nhiêu A nhé. Mình không dám chạy lâu đâu, mình chỉ chạy một tí thôi vì là đang khô mà. Các bạn nhé, bắt đầu chúng ta sẽ để ý này. Ồ, như này thì lại không test thử được. Test thử bằng cái này à. Bằng cái này thì dây này chắc cũng đủ được đấy, thôi cứ thử nhá. Cái dây này là dây chả biết của cái gì 110 điểm 110 ấy, nó tận cũng khá cao công suất. Thử phát xem nào. Thử một tí thôi. Thử nhá. 7A, như vậy là được các bạn ạ. Tắt này, bật lại này. Nó lại đóng rồi. Buồn cười ghê, sửa mới chả chữa. Thôi, mình giờ tạm dừng video để mình sẽ như mình nói nhá. Mình tạm dừng video để mình sẽ kiểm tra lại mạch, có thể là do linh kiện nó bong, nó như con này mình thấy nó bong. Con Z3i này này, mình sẽ thay luôn con khác, mình sẽ hàn lại hết cả các con điện trở này nữa. Các bạn để ý lúc đầu tiên này, cái đoạn này chưa có nhưng mình đã cạy thêm ra để mình nhìn được cái đường đi đấy các bạn nhé. Hoặc là do nó đang cạy luôn cả này xem cái đường lệnh. Thôi, chờ mình làm chút đã. Đây này các bạn này, chân này là chân từ vi xử lý xuống để điều khiển đóng con dơ le tới cực B của con chan ấy. Thì đầu tiên nó sẽ đi qua con 2K này mình đang. Nhà sản xuất họ cũng phải dùng rắc cắm đâu nhá, họ hàn trực tiếp nhá. Rắc nhưng mà được hàn chân luôn. Đường 5V này được xuất ra đi qua con 2K này, đi tới đây. Phân áp phải mát bởi con 2K này. Thì con 2K này nó có mất thì nó vẫn chạy. Rồi nó đến cực B này. Mình đã thay con Z3i khác, con 8050 khác. Và trên cái đường đấy mình đã hàn kỹ lại hai chân tiếp điểm, à hai chân con hút rồi tiếp điểm, rồi con không ôm trên cái đường đấy hết rồi. Giờ test thử phát nữa. Sau đó lắp hoàn thiện. Nhiều khi sửa chữa rất là buồn cười. Chúng ta sẽ nhìn dòng ăn nhá. Ghim này. Bật 100 độ này. Đó, giờ đèn đóng. Ôi rồi. Mình đặt cắm vào bóng đèn. Dòng ăn này, bóng đèn nó sáng luôn, nó sập. Đấy, có dòng ăn này. Đấy, đóng rồi. Và bây giờ nó mới nghe từ tiếng kêu tạch nhá. Vừa nãy là mình không nghe được đâu. Đó. Bởi vì mình yên tĩnh mình nghe được mà. Thôi được rồi, lắp hoàn thiện nhá mọi người nhá. Mình đã lắp hoàn thiện này. Ghim điện này. Thì bây giờ nó đang hiển thị là 61 độ. Bởi vì bản chất là nó đã bị nóng một chút rồi mà. Khi mình test thử ấy.
Và chúng ta sẽ rèm dòng ăn nhé. Mình đang lấy nét ở đây nên ở đây hơi mờ một chút, thì chúng ta sẽ ấn này. Các bạn để ý này. Đó, mình nghe đây tiếng kêu tạch luôn nhá, nó ăn tận 1500 W luôn. Tắt này. Đấy, mình bấm lần nào mình cũng nghe được thì kia tiếng kêu tạch. Cái này không biết bấm kiểu gì. À đấy, đóng rồi. Chờ một tí nó mới đóng. Như vậy là nó đều đóng hết nhá. Mọi người nhá. Nghe được tiếng kêu tạch tạch của Zalea luôn. Như vậy là ban bội bệnh cuối cùng con này, một là do bị hở chân linh kiện, hai là một con GBI kia bị chết chập chờn các bạn ạ. Nên nó phải xảy ra ban bệnh là không đóng Zalea các bạn nhá. Bạn hi hữu. Thôi video kết thúc nhá. Chào mọi người.